Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, nơi chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến .vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một cặp nhà phố được thiết kế có thang máy rất là đẹp, nằm trên trục đường cây châm cũ, này là thuộc trục đường Nguyễn Văn Khối, thuộc phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của cặp nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đã muốn giới thiệu đến cho khách hàng. Cũng như cặp nhà này thì đang có diện tích từng căn là ngang 5m2 và chiều dài căn nhà mình lên đến 11m và được chiều nhà đúc kiên cố, một trệt, một lửng và ba lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình có 4 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng đông bắc, phố khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì được anh chủ nhà thiết kế có thang máy có trọng tải lên đến 500 kg, di chuyển từ tầng trệt lên đến sân thượng, thuận tiện đứng hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh với tất cả các loại ngành nghề. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà cũng như là con đường ở phía trước để hàng tham quan về một cặp nhà được anh chị chủ nhà thiết kế có thang máy rất là đẹp. Và cặp nhà này thì được xây dựng hết đất cho nên được anh chị mở cửa sổ cũng như ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Và mình có những cái bảng chỉ nổi hoa văn trang trí rất là đẹp và những hệ thống đèn chiếu sáng như mảng cây xanh trang trí cho căn nhà rất là đẹp. Với cặp nhà được thiết kế có thang máy và chỉ với giá hơn 8 tỷ là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một trong hai căn nhà được thiết kế full nội thất rất là đẹp này. Và đây là con đường ở phía trước của căn nhà. Căn nhà mình thì nằm sát với lại đường trục chính phía ngoài và con đường đang chảy nhựa, chuẩn bị đổ bê tông, đang chảy đá và chuẩn bị đổ nhựa. Với con đường ở phía trước rất là rộng, xe hơi xe tải là di chuyển vào bên trong căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn sơ qua lại cái khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của cặp nhà được thiết kế có thang máy để di chuyển vào khu vực ở bên trong để giới thiệu cho hàng về một trong hai căn nhà được anh chị thiết kế rất là đẹp này. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa cuốn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa bốn cánh được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ có một cái ga xe hơi để ở phía bên ngoài và một cái cầu thang bộ ở phía bên tay trái của căn nhà. Và căn nhà này thì được anh chị mở cửa sổ ra bên hông lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Và với căn nhà mình thì được thiết kế tầng lửng ngược phong cách mới nhất năm 2023. Thì mình sẽ có một cái phòng khách ở phía sau căn nhà và một cái phòng bếp thì đã được anh chị di chuyển lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Đây là khu vực không gian phòng khách ở dưới tầng trệt căn nhà. Căn nhà mình thì được anh chị thiết kế khu vực ở dưới tầng trệt sẽ có một cái gara xe ở phía bên ngoài. Bên trong sẽ là khu vực không gian phòng khách và phòng bếp được anh chị thiết kế đưa lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Và với khu vực không gian phòng khách này thì anh chị cũng thiết kế cho mình có một cái có hệ thống để mình gắn máy lạnh rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và với căn nhà này thì mình sẽ có cửa sổ mở ra bên hông rất là thoáng và rất là mát. Và chỉ với giá 8 tỷ, hơn 8 tỷ một chút xíu, còn thương lượng với quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế có thang máy rất là đẹp, cũng như là cặp nhà được thiết kế có thang máy rất là đẹp, nằm tại trục đường cây châm cũ, nay là thuộc trục đường Nguyễn Văn Khối, thuộc phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, thuận tiện với hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Và khu vực ở dưới tầng trệt này thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh phục vụ cho khu vực không gian phòng khách cũng như khu vực gara để xe của căn nhà. Và chỉ với giá hơn 8 tỷ là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình căn nhà được thiết kế có thang máy và thuận tiện với hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh. Di chuyển lên khu vực tầng lửng căn nhà mình sẽ đến với khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp, toàn bộ cầu thang căn nhà mình thì được làm bằng mặt đá nhập khẩu cũng như được đi hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng. Và tay vịn thì được làm bằng chất liệu gỗ cam xe và lan can thì mình được làm bằng sắt rất là đẹp. Và đây là khu vực không gian phòng bếp tầng lửng của căn nhà, mình có cửa mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Và với căn nhà đã được các chị thiết kế full nội thất tặng kèm thì khi khách hàng mua căn nhà này toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được các chị để lại hết cho khách hàng.
Riêng căn phía bên ngoài này mình sẽ có thêm cửa mở ra bên hông để lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Và với cặp nhà này thì đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, hai chị mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Và đây là khu vực không gian tầng lửng của căn nhà. Mình sẽ có cầu thang máy và một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì phục vụ cho khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Và cùng nhìn lại cái khu vực phía bên trên, sơ thượng xuống phía bên dưới khu vực không gian phòng khách để giới thiệu khách hàng về một căn nhà cũng như là cặp nhà vừa mới được xây dựng xong và nằm tại trục đường cây châm cũ này, là thuộc trục đường Nguyễn Văn Khối, thuộc phường 9 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên là công viên Làng Hoa, chợ đêm Hạnh Thông Tây và nhà thờ Hạnh Thông Tây. Từ vị trí căn nhà mình di chuyển theo hướng tây trái ra công viên Làng Hoa thì chỉ tầm cỡ khoảng độ 100m, và ra chợ Hạnh Thông Tây thì tầm cỡ khoảng độ 300m. Với căn nhà nằm rất là gần ở công viên, thuận tiện để khách hàng mua để ở, và mình có thể ra công viên vui chơi hàng ngày rất là thuận tiện. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ phía sau căn nhà. Mỗi phòng ngủ thì mình đều có nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là thuận tiện. Và bên trong không gian phòng ngủ thì được các chị sắm cũng như là full nội thất tặng kèm. Mình có giường, và phía trước thì mình sẽ có tủ quần áo, cũng như mỗi phòng ngủ mình có một cái máy lạnh được các chị sắm sẵn để tặng kèm. Và phòng phía sau này thì tủ quần áo được các chị thiết kế nằm ngay với lại khu vực nhà vệ sinh, rất là thuận tiện để gia đình sử dụng. Và đây là khu vực phòng tắm của căn nhà. Và căn nhà mình thì được các chị thiết kế cầu thang bộ và cầu thang máy thì nằm đối diện với nhau. Và với bề ngang căn nhà mình lấy đến 5m2, cho nên được anh chị thiết kế rất là đẹp, rất là thoáng và rất là mát. Đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Mình sẽ có không gian phòng ngủ thứ hai ở phía trước căn nhà. Với căn nhà mình thì được xây dựng hết đất, cho nên được anh chị thiết kế rất là đẹp và rất là rộng. Mỗi phòng ngủ thì đều có nhà vệ sinh riêng. Bên trong nhà vệ sinh căn nhà được ốp gạch đá cao lên kín tường, có hệ thống lavabo bàn cầu cao cấp và vòi sen thuyền, vòi sen tắm massage. Và khu vực không gian phòng ngủ thì mình có giường rộng lên đến 1m8, có đầy đủ chăn ga, gối nệm và những bức tranh trang trí rất là đẹp. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước căn nhà. Mỗi phòng ngủ mình đều có một cái máy lạnh tặng kèm, cũng như bàn trang điểm và bàn làm việc. Và chỉ với giá 8.500.000 đồng, còn thương lượng là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một trong hai căn nhà được thiết kế có thang máy, rẻ nhất quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, và nằm ngay trục đường cây châm, sát bên là trục đường Lê Văn Thọ, thuộc phường 9 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay căn nhà mình thì nằm ngay góc ngã tư Lê Văn Thọ và cây châm cũ. Đây là thuộc trục đường Nguyễn Văn Khối, thuộc phường 9 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, thuận tiện để khách hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán hàng online rất là thuận tiện. Với một con hẻm một sẹt, con hẻm đang chuẩn bị trải nhựa, và con hẻm thì được anh chị mới đổ đá và chuẩn bị cán nhựa xong, thì mình có một con hẻm rất là đẹp, con hẻm mới toanh và được thiết kế cũng như không gian rất là rộng. Đây là không gian phòng ngủ số 3 căn nhà. Và tiếp tục mình sẽ di chuyển sang không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. Thì quý hàng đang xem video cảm thấy cặp nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đón hàng đi xem. Một cặp nhà chỉ với giá hơn 8 tỷ một chút xíu, còn thương lượng là quý hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà được thiết kế có thang máy để thuận tiện gia đình sử dụng mỗi khi lên lầu xuống lầu thì rất là thuận tiện. Với giá chỉ 8.500.000 đồng, còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế có thang máy rất là đẹp, nằm tại trục đường cây châm cũ, nay là thuộc trục đường Nguyễn Văn Khối, thuộc phường 9 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã tư cây châm và Lê Văn Thọ, sát bên là công viên Làng Hoa, chợ đêm Hạnh Thông Tây và nhà thờ Hạnh Thông Tây, thuận tiện để làm di chuyển về trung tâm cũng sân bay của thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất tầm khoảng 10 phút đi xe gắn máy thôi, và cách
Trung tâm thành phố tầm cỡ khoảng độ 15 đến 20 phút là mình có thể di chuyển từ căn nhà mình về trung tâm cũng như sân bay của thành phố. Và với cặp nhà mình thì đang có diện tích từng căn là ngang 5m2 và chiều dài căn nhà mình lên đến 11m và được xây dựng hết đất, cho nên được anh chị thiết kế không gian phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh rất là rộng. Và mình sẽ có một cái sân thượng ở phía bên trên rất là rộng, được các anh chị thiết kế cho mình, có những cái dàn lam sắt để mình có thể trang trí và trồng hoa rất là đẹp. Và một cái khoảng sân ở phía trước để mình vui chơi và hóng mát. Di chuyển đến khu vực phía sau thì mình sẽ đến với lại khu vực không gian phòng giặt và sân phơi của căn nhà. Và với cầu thang căn nhà mình thì được thiết kế lên đến tận sân thượng để thuận tiện những hàng di chuyển. Mỗi khi mình lên sân thượng rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Ở đây là khoảng sân ở phía sau căn nhà cũng được các anh chị thiết kế sẵn cho mình hệ thống cấp thoát nước của máy giặt. Và ở bên trên cũng được lợp mái che chắn rất là kỹ càng. Với căn nhà được thiết kế có thang máy cũng như là cặp nhà được thiết kế có thang máy, rẻ nhất quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, chỉ với giá 8 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một trong hai căn nhà được thiết kế có thang máy, nằm sát với công viên làng hoa chợ đêm Hạnh Thông Tây và nhà thờ Hạnh Thông Tây, thuận tiện khách hàng mua ở và kinh doanh được với tất cả các loại ngành nghề. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.